Mừng mẹ hồn xác về trời. Kỷ niệm hành trình 3 năm ra khơi. Hôm nay, toàn thể giáo hội mừng mẹ hồn xác về trời. Đây là vinh dự duy nhất Thiên Chúa ban cho một mình mẹ giữa tất cả con cái loài người. Vì ngoài mẹ ra, không ai đã được về trời cả hồn lẫn xác. Là con cái của mẹ, lại là những đứa con cách đây 3 năm đã tập tễnh ra khơi với Đức Giêsu dưới sự phù trợ của mẹ. Chúng con vô cùng hạnh phúc được cùng Triều Thần Thiên Quốc ban lời kính chào mẹ. Kính mừng Nữ Vương, mẹ rất nhân lành. Ave Maria, Salve Regina, Mater Misericordiae. Dâng lời ca tụng mẹ cũng là dâng lời tạ ơn mẹ đã gìn giữ những bước ra khơi của chúng con trong năm qua. Một năm nhiều khó khăn sóng gió, không chỉ vì đại dịch Covid mà còn vì nhiều thử thách của lòng trung tín, tinh thần chịu đựng quả cảm để có thể tiếp tục ra khơi giữa đại dương ngày càng dậy sóng. Có lúc đại dương dậy sóng đã làm khô héo hồn tông đồ. Giữa một xã hội vật chất tiêu thụ mà đơn vị thẩm định giá trị của một người, một cuộc sống không còn là đức tính tốt, hành vi nhân nghĩa, tấm lòng cao thượng, nhưng chỉ là tiền bạc. Chỉ tiền bạc mới đáng kể. Vì tiền bạc có sức mạnh gần như vô song, thế lực gần như vô đối, ảnh hưởng hầu như bao trùm, nên người môn đệ đã có những lúc thẫn thờ hoang mang khi chung quanh không còn ai tha thiết ra khơi, không còn bạn hữu hăng hái xuống thuyền răng lưới bắt cá người, không còn tri âm tri kỷ cảm thông nâng đỡ sứ mệnh loan báo tin mừng. Trái lại, người người đổ xô tìm kiếm của cải, nhà nhà nôn nóng thu góp kho lẫm tài sản, và hầu hết đều dừng dưng với chuyện lên đường chia sẻ niềm vui và hạnh phúc nước trời. Vì thế, đã có những lúc ngư phủ mệt nhọc, chán trường vì thuyền mắc cạn không thể ra xa và vất vả đến kiệt sức mà chẳng bắt được con cá nào. Có lúc đại dương dậy sóng đã đe dọa đời ngư phủ. Thời đại mới với nhu cầu mới ngày càng xem ra vô cảm với những con người sống khác họ. Nghĩa là không chấp nhận những người không bon chen tranh giành đấu đá như họ, không cho tồn tại những người không gian tham lưu manh thủ đoạn như họ, không tạo cơ hội sống an bình cho những người không cùng phe nhóm băng đảng vây cánh với họ. Mà những ngư phủ chọn đời ra khơi với Đức Giêsu làm sao có thể sống và hành động như những người ở thời đại này muốn? Và hậu quả khó tránh chính là người ta tìm cách khủng bố đe dọa những ngư phủ bị liệt vào hàng bất trị không giống ai giữa một thời đại đầy bạo lực. Có lúc đại dương dậy sóng đã làm người môn đệ mất phương hướng. Người môn đệ có lúc mất phương hướng vì sóng đánh quá dữ dội. Những cơn sóng vu khống đố kỵ, nghi ngờ phỏng đoán diễn dịch với ác tâm ác ý thiện chí phục vụ và trái tim chân thành dấn thân vì nước trời. Thói đời quen bốc hốt lợi dụng nên chẳng ngại nghĩ người môn đệ cũng lạm dụng tham lam. Người đời quen ích kỷ vun vén chấn lột nên chẳng ngượng quy chụp người môn đệ cũng xấu xa tồi tệ như mình. Tình đời bạc bẽo quen đổi trắng thay đen, khi vui thì vỗ tay vào, khi buồn hoặc thất bại thì chẳng từ bỏ chiến thuật dậu đổ bìm leo, nên thẳng tay vùi sập người môn đệ đã cưu mang giúp đỡ mình khi người ơn không còn có lợi hay đã hết thời, để xóa sạch dấu vết của một thời cơ hàn túng thiếu phải chịu ơn người. Chẳng thế mà số phận của người môn đệ lúc nào cũng chênh vênh trao đảo, và hậu quả là có lúc thấy mình cô đơn, bị loại bỏ bên lề đường nên hoang mang mất phương hướng. Một năm qua mau, với nhiều thử thách tưởng vượt sức người có hạn, khi thuyền không nổ máy vì hết dầu, khi bạn cùng ra khơi với người thì bận việc nhà,
người thì lo toan kiếm sống, hoặc khi lương thực trên thuyền thiếu thốn cạn kiệt. Nhưng thử thách lớn nhất và đáng sợ nhất vẫn là những đêm không sao, biển đen như mực, chẳng khác vực sâu địa ngục vô cùng kinh khủng. Ở đó, vắng bóng Đức Giêsu và ngôi sao biển dẫn đường của mẹ đột nhiên liền tắt. Hôm nay, mừng mẹ hồn xác về trời trong vinh quang của Chúa Giêsu con mẹ. Xin mẹ thương ban cho anh chị em chúng con những ngư phụ còn trẻ người non già, nghèo khó không thế lực ơn bình an phục sinh của con mẹ, để khi thuyền chồng chành sắp chìm vì gió to sóng lớn, biết giáo giác tìm Đức Giêsu như ngày xưa khi thấy các môn đệ phải vất vả chèo chống vì gió ngược. Ngài đã đi trên nước mà đến với các ông, và biết mời Ngài lên thuyền với chúng con. Vì có Ngài trong thuyền, sóng sẽ phải yên và gió sẽ phải lặng, và chúng con sẽ được an tâm vì có Thầy đây, đừng sợ. Mừng mẹ hồn xác về trời, chúng con cũng xin mẹ cho chúng con đức tin như mẹ. Đức tin đơn sơ của người nữ tỳ hèn mọn, biết tuyệt đối tín thác vào quyền năng yêu thương của Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Cả khi cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước, vì xác tín Chúa có ngủ thì Ngài vẫn luôn có mặt trong thuyền đời của chúng con. Và điều quan trọng hơn, chúng con dám nài xin mẹ, đó là cho chúng con sức mạnh của tình yêu để biết thân thương mà không do dự tính toán. Vâng lời Thầy, con thả lưới. Khi Đức Giêsu con mẹ dạy chúng con phải thả lưới bên phải hay bên trái, xa hay gần, sâu hay cạn, chỗ nước đục hay nước trong, lúc biển động mạnh hay khi đại dương êm đềm hiền hòa, để chúng con luôn mãi được cùng mẹ hát kinh tán tụng. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra sanctae.